video không nhằm mục đích quảng cáo hay là câu view, và nó chỉ là những cái thông tin chia sẻ cùng cô chú anh chị. Ngay cả tiêu đề thì các anh chị các bạn cũng đã thấy sự chân thật của cái video, và nó lan tỏa nhờ cái sự chia sẻ của cô chú anh chị và các bạn, và rất là nhiều luôn, rất là đông ở đây luôn, phức tạp. Bên tay trái mình đó là bệnh viện Chợ Rẫy ngày nay nè, được xây lên và sửa chữa rất là nhiều lần. Và trước mặt chúng ta đó là cái phố bàn thờ, bán rất là nhiều cái bàn thờ ông địa, bàn thờ tổ tiên. Không biết nhà cô chú anh chị là nhà nào ha. Buổi sáng ngay giờ chúng ta đứng đây có bán một cái quán hủ tiếu người Hoa rất là. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Chí Thanh và có công viên Đại Hàng. Và đi tới xíu nữa chúng ta sẽ đến đường Sư Vạn Hạnh, và bên tay trái mình đó là chợ An Đông. Và hành trình hôm nay em dẫn các anh chị và các bạn chúng ta đi tới một cái con đường, mà con đường rất là nhỏ, nằm bên gần cái bệnh viện Chợ Rẫy, thì đó là con đường Hoàng Đức Tương. Rồi em mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo bước nha. Hôm nay chúng ta không có đi bộ mà chúng ta sẽ đi xe, tại vì cái con đường này cũng khá là dài. Ở khu vực Nguyễn Chí Thanh này thì cái con đường này có mấy cái ngành hàng chính, như là bán như cái đoạn này là bán những cái đồ thờ Phật, tượng Phật, những cái đồ mà để thờ cúng á. Còn cái đoạn Nguyễn Chí Thanh ở trên kia thì chuyên về sửa xe. Ở đây là hay có cái chùa Giác Ngộ bên tay phải mình á. Đoạn này bán rất là nhiều tượng Phật nè. Rồi mình đi lên tí nữa trên đường Nguyễn Thanh thì sẽ có một cái đoạn bán rất là nhiều bàn thờ. Rất là nhiều bàn thờ, hay còn gọi là phố bàn thờ. Thì ở nơi đó có cái đường Hoàng Đức Tương ở khu vực phố bàn thờ đó. Thì bây giờ chúng ta cùng đi và nhìn ngắm lại Sài Gòn ha, để biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại bắt gặp những cái gì đó nó xưa xưa, mang lại những cái ký ức của các anh chị và các bạn. Nhân đây thì cũng gửi đến tất cả bà con, khi mà những ai chưa biết đến đường Nguyễn Chí Thanh thì chúng ta cùng xem con đường này, cùng xem video này để biết con đường này có cái gì ha. Rồi ngay đây thì có trường đại học Dự Bị nè. Đi lên tí nữa chúng ta có cái bùng binh tượng đài ông Nguyễn Chí Thanh. Nơi đó có đường Ngô Quyền, Ngô Gia Tự là Minh Mạng ngày xưa đó, rồi đường Nguyễn Chí Thanh, rồi đường Nguyễn Tri Phương. Ngay cái đoạn này thì sửa xe rất là nhiều. Ở đây có rất nhiều tiệm sửa xe, dán đề can, trang trí xe máy. Chúng ta đi qua cái bùng binh này là mình sẽ thấy ha, đường Minh Mạng, Ngô Gia Tự và trên đây là Nguyễn Tri Phương. Trong quá trình thực hiện video thì cũng không tránh khỏi sự thiếu sót,
Thì nếu thiếu sót anh chị các bạn cho anh xin cái comment nha, để chúng ta khắc phục trong những video sau. Khúc này thì sửa xe rất là nhiều luôn. Như cái xe của chị này là bán mua thu gom ve chai, ve chai từ các hộ ở trên đường Nguyễn Thanh này nè. Ở Sài Gòn có cái đặc trưng là mình nhìn chiếc xe là mình biết xe đó chuyên làm cái gì ha. Có một loại xe giống vậy nữa mà chuyên bán trái cây. Rồi lên tí nữa chúng ta sẽ có cái nhà máy bia Sài Gòn ở ngay góc đường Nguyễn Kim và Nguyễn Chí Thanh. Hành trình đi đến con đường Hoàng Đức Tương thì trong quá trình đi thì chúng ta cũng dòm ngó lại những cái địa điểm, rồi cập nhật số hình ảnh về những cái thay đổi ở khu vực này ha. Ở trên đường Hoàng Đức Tương này buổi sáng có bán đồ ăn sáng, hủ tiếu, rồi mì của món người Hoa đó. Em cũng có review đó cũng mấy lần rồi. Cô đó bán rất là ngon, bán buổi sáng thôi. Từ 6-7 giờ sáng tới 9-10 giờ là hết, 9 giờ là hết rồi. Ở đây thì có mấy cái bệnh viện Hùng Vương đúng rồi, và bệnh viện Chợ Rẫy, có bệnh viện Đại học Y Dược nữa. Sài Gòn bây giờ là gần 4 giờ chiều. Sẵn trên đường đi công việc thì xong việc em lại dẫn camera, gắn camera lên dẫn cô chú anh chị và các bạn cùng lang thang, cùng đi vòng quanh những cái con đường mang đầy dấu ấn lịch sử. Ở đây chúng ta thấy có nhà máy bia Sài Gòn hai bên luôn, bên trái và bên phải. Bên phải chúng ta đây cũng là nhà máy bia Sài Gòn luôn. Ở đây có cái quán gọi là quán nhậu ở đường Tân Hưng, và cái quán hủ tiếu dê ở đường Nguyễn Thanh này ngay góc này luôn. Để em coi này là số mấy nha. Hủ tiếu dê Tiến Nhân, số 189 Nguyễn Chí Thanh. Thì trong video này em cũng cập nhật một số món ăn, một số quán ăn cho cô chú anh chị chúng ta cùng cập nhật, để hôm nào có dịp thì em sẽ review cụ thể hơn. Video không nhằm mục đích quảng cáo hay là câu view, mà nó chỉ là những cái thông tin chia sẻ cùng cô chú anh chị. Ngay cả tiêu đề thì các anh chị các bạn cũng đã thấy cái sự chân thật của cái video, và nó lan tỏa nhờ cái sự chia sẻ của cô chú anh chị và các bạn, những ai quan tâm về con đường, về Sài Gòn, về những góc phố, về những căn nhà xưa. Đặc biệt những cô chú anh chị xa quê thì chúng ta có một cái video để mình cập nhật ha. Bên trái tay trái chúng ta có cái bệnh viện răng hàm mặt, bệnh viện răng hàm mặt Trung ương, kế bên đó là cái bệnh viện Chợ Rẫy. Khu vực này bán rất là nhiều đề can xe và rất là đông đúc, xe cộ rất là tấp nập, những người đi nuôi bệnh, rồi những người đi sửa xe, rồi những người bán dịch vụ ở khu vực này rất là nhiều luôn, rất là đông, ở đây luôn phức tạp. Bên tay trái mình đó là bệnh viện Chợ Rẫy ngày nay nè, được xây lên và sửa chữa rất là nhiều lần. Và cái khu này chúng ta nhìn thấy những cái cảnh buôn bán rất là rối.
có cái cầu vượt mới làm nè, mới sửa lại, nên mình thấy cầu vượt này cũng hơi mới nè. Đối với cái tên của bệnh viện này thì cũng mang cái tính chất lịch sử ngày xưa, khu vực chợ của những rau củ, chợ rẫy, cái chợ. Tới cái bệnh viện ngày nay thì bệnh viện này, khi mà nói đến bệnh viện chợ rẫy thì mình nghĩ ngay đến một cái tình trạng của ai đó, một bệnh nhân nào đó rất là nghiêm trọng mới đến chợ rẫy này. Và trước mặt chúng ta đó là cái phố bàn thờ, bán rất là nhiều cái bàn thờ ông địa, bàn thờ tổ tiên, rất là nhiều ha. Nam Hải, Đông Hải, Phước Hưng, Phước Đạt, Tấn Tài, Phát Tài, Nguyễn Hoàng, và bên tay phải mình có con đường Hoàng Đức Tương. Và chúng ta cùng đi vô con đường này ha. Con đường này tuy rất là ngắn nhưng mà nhà cửa ở đây rất là mới và đẹp. Không biết nhà cô chú anh chị là nhà nào ha. Buổi sáng ngay giờ chúng ta đứng đây có bán một cái quán hủ tiếu người qua rất là ngon. Để hồi em để cái link phía bên dưới đó, các anh chị các mẹ có thể tham khảo ha. Ngay khúc này thì có cái cửa hàng xe máy, rồi có những cái chành xe đi về Kiên Giang. Và chúng ta quẹo đây là đường Tân Khai, theo hướng này mình sẽ đi về chợ Thiết. Thì em dẫn các anh chị các bạn chúng ta đi cùng chạy xe đi một vòng chợ Thiết này. Đường này là đường Phó Cơ Điều nè, giao lộ Phó Cơ Điều và Tân Khai. Thì do đường Phó Cơ Điều là đường một chiều nên thành ra chúng ta phải đi một vòng lên trên kia thì mới ra được chợ Thiết. Thì đối với khu vực chợ Thiết này, chúng ta có cái quán mì bún mì vàng ở 177 Trần Quý và số 89 Trần Quý, thì cũng có hai quán bún mì vàng. Đấy, xíu nữa sẽ đi ngang đó gửi các anh chị và các bạn. Đây là đường Đỗ Ngọc Thạnh. Chúng ta vừa qua giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh và Tân Khai, lên tới trên kia chúng ta sẽ quẹo phải. Đối với khu vực chợ Thiết này thì đa số cộng đồng người qua sinh sống ở đây rất là nhiều, nên mình nhìn thấy những cái căn nhà luôn mang đậm cái phong cách của người Hoa, là như là dán chữ hoa, chữ những cái giấy đỏ đỏ trước cửa đó. Và ở đây chúng ta thấy có cái chung cư, đó là chung cư ngay góc đường Dương Tử Giang và Đỗ Ngọc Thành. Và mình sẽ quẹo qua cái con đường Dương Tử Giang để đi đến Trần Quý, đi ngang chợ Thiết ha. Đó, chợ Thiết của chúng ta bên tay trái, và khu vực này cũng có những cái hàng quán. Như nổi trội em thấy có cái quán mì, bún mì vàng. Buổi chiều ở chợ Thiết cũng yên bình, không ồn ào tấp nập.
sẽ có một cái địa chỉ gọi là 89, bán bún mì vàng nè. Hôm bữa em có review rồi đó, để hồi em gửi cái link, qua các chị các bạn xem nha. Hôm nay chúng ta chỉ đi ngang thôi, và lên tới chút xíu nữa mình sẽ có con đường Nguyễn Kim, và nơi đó có chợ Nhật Tảo. Đây bún mì vàng ở đây. Kế bên đó có con hẻm, và chúng ta đi qua con hẻm đối diện để mình xem chợ thiết buổi chiều như thế nào ha. Đầu hẻm có cái quán ăn bên tay trái mình nè, mình có thể ăn buổi chiều. Buổi sáng ở đây là ngoài chợ, cá. Và thấy một cụ đang tắm. Và bên đây là đường Tân Phước, bán rất là nhiều vàng bạc, đồ cúng. Đối với chợ thiết này thì em có đi vô một lần rồi, có quay chợ thiết nè, các anh chị các bạn có thể xem lại ha. Đó, trước mặt chúng ta đó là đường Phó Cơ Điều giao với đường Tân Phước. Chúng ta sẽ quẹo qua đường Phó Cơ Điều. Phía trước chợ thiết thì bán rất là nhiều vàng ha. Rồi khu vực này thì nếu mà ăn uống thì chúng ta có cái đường gọi là Hà Tôn Quyền. Hà Tôn Quyền thì bán chuyên bán cái món gọi là sủi cảo. Nếu mà cô chú anh chị thích cái món sủi cảo thì chúng ta có thể đi đi bộ lên đó thì cũng được, nếu không thì chúng ta đi taxi, đi Grab. Cách chợ thiết này cũng không xa đâu, chừng vài chục ngàn thôi, một hai cây số là tới rồi. Không tới 2 cây số, khoảng chừng 20 ngàn tiền taxi nếu đi từ chợ thiết. Và đây chúng ta đang đi trên đường Phó Cơ Điều nha. Lúc nãy mình đi Tân Khai nè, phía trước là Tân Khai nè, giao lộ Tân Khai và Phó Cơ Điều. Đi thẳng đường Phó Cơ Điều này chúng ta sẽ đi đến bên kia. Đây là giao lộ đường Đặng Minh Khiêm. Chúng ta sẽ đi thẳng qua kia luôn ha. Qua kia để mình xem bên kia là đường gì. Như là đường Tân Thành thì phải. Một số hình ảnh ở đường Nguyễn Chí Thanh, qua đường Hoàng Đức Tương đi đến chợ thiết, và những thông tin về hàng quán ăn uống em sẽ cập nhật trong video, sẽ gõ những cái chữ trên video để các anh chị bạn có thể dễ dàng ghi lại ha. Như phía trước chúng ta đó là đường Tân Thành, và đây là ngôi chợ bán phụ tùng xe máy rất là lớn ở chợ lớn này. Đây có cơm Bình Dân nè. Đi qua bên đây thì chỉ có đặc sản là những phụ tùng xe máy thôi, chứ không có gì đặc sản đặc sắc ha. Nhưng mà chúng ta đi xem chơi thôi. Phạm Hữu Trí, đường Phạm Hữu Trí nè. Mình sẽ quẹo trái và đi ra Thuận Kiều. Tòa nhà Thuận Kiều ngày xưa đó, là bây giờ là Garden Mall. Bữa hôm có quay cái Garden Mall buổi tối vậy đó, với những cái hàng quán, nhà hàng
những cái thức ăn nhanh, trong đó cũng rất là nhiều. Rồi video nãy giờ cũng đã dài rồi, em xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một số hình ảnh gửi đến bà con xem để cập nhật mấy hình ảnh của Sài Gòn ngày nay, và nên em cũng gửi lời chúc sức khỏe đến các anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt xin gửi cái video này đến chị Nga Lâm, thì nhân đây thì nếu mà chị có xem cái video này thì chị cho xin cái comment nha. Nếu mà trong quá trình thực hiện video có sai sót gì, anh chị có thể cho em xin cái ý kiến để em có thể thực hiện lại để anh chị xem cho rõ hơn ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những video tiếp theo.